Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bản tin đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, website hungyentv.vn. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Sáng nay tại khu công nghiệp Thăng Long 2 đã diễn ra lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dự án mở rộng giai đoạn 3 khu công nghiệp Thăng Long 2 do công ty trách nhiệm hữu hạn khu công nghiệp Thăng Long 2 của tập đoàn Sumimoto Nhật Bản làm chủ đầu tư có diện tích 180,5 ha thuộc địa bàn thị xã Mỹ Hào, tổng vốn đầu tư trên 2.200 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao hiệu quả hoạt động của khu công nghiệp Thăng Long 2 kể từ khi đầu tư vào Hưng Yên từ năm 2006 đến nay. Qua nhiều lần mở rộng, đưa tổng diện tích khu công nghiệp rộng lên hơn 500 hectare, trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu của miền Bắc cũng như cả nước. Hiện khu công nghiệp Thăng Long 2 có 82 dự án đang hoạt động tạo việc làm cho trên 28.000 lao động. Sáng nay, Bộ Ngoại giao đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2022, tình hình quốc tế tiếp tục trải qua những biến động lớn, có những diễn biến nhanh, phức tạp và ngoài dự báo thông thường. Trong bối cảnh đó, triển khai phương châm ngoại giao, tình cảm chân thành, tin cậy, bình đẳng, tôn trọng, hiệu quả cùng phát triển, ngành ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân và các cấp các ngành triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, đạt kết quả toàn diện và quan trọng, đóng góp vào thành tựu đối ngoại và phát triển kinh tế xã hội đất nước. Năm 2023, ngành ngoại giao phấn đấu tiếp tục quán triệt nghiêm túc và luôn bám sát chủ trương của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của đối ngoại, trong đó giữ vững hòa bình, ổn định là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, phục vụ phát triển đất nước là nhiệm vụ trung tâm, nâng cao vị thế và uy tín đất nước là nhiệm vụ quan trọng. Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động của ngoại giao kinh tế, tiếp tục thúc đẩy các hiệp định thương mại đầu tư mang lại lợi ích thực chất cho người dân, doanh nghiệp. Hội chợ xuân Quý Mão năm 2023 là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại đầu tiên của năm 2023, được tổ chức trong 5 ngày tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 13 tháng 1. Hội chợ thu hút gần 200 gian hàng trưng bày giới thiệu các mặt hàng, lương thực thực phẩm, sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản tiêu biểu phục vụ Tết Nguyên đán của Hưng Yên và các tỉnh, thành phố, khu vực đồng bằng sông Hồng. Hội chợ cũng là dịp để kết nối sản phẩm của Hưng Yên với các vùng miền, tạo cơ hội cho người dân thưởng thức đặc sản truyền thống của các miền quê Việt khi Tết đến xuân về. Trong dịp này, Ban chỉ đạo chương trình OCOP tỉnh cũng đã tổ chức trao giấy chứng nhận gần 60 sản phẩm OCOP năm 2022, trong đó có trên 40 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 17 sản phẩm đạt hạng 4 sao. Năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên giao nhiệm vụ tập trung phối hợp với nhiều cơ quan đơn vị liên quan tổ chức các bước lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Lần đầu tiên, một quy hoạch tổng thể tích hợp tất cả các quy hoạch chuyên ngành nhằm phát triển Hưng Yên bền vững, đồng bộ trên cả ba trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường. Để xây dựng định hướng phát triển cho tỉnh Hưng Yên, cơ quan chủ trì soạn thảo và đơn vị tư vấn đã tham khảo kinh nghiệm của 11 đô thị địa phương có vị trí, điều kiện phát triển tương đồng cả trên thế giới và ở Việt Nam. Quy hoạch xác định 5 quan điểm phát triển và tổ chức không gian phát triển, trong đó tập trung thu hút các dự án đầu tư lớn, hình thành các khu chức năng quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại và phát triển Hưng Yên theo hướng đô thị xanh, thông minh. Quy hoạch cũng nhấn mạnh quan điểm phát triển dựa vào khai thác các lợi thế về vị trí địa lý của tỉnh liền kề với thành phố Hà Nội, nằm trong vùng thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tích hợp nhiều phương án phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng. Quy hoạch đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Hưng Yên trở thành tỉnh có trình độ phát triển ở mức khá của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Gần 3.000 tăng ni Phật tử tình nguyện viên ở các địa phương như Hà Nam, Hà Nội, Nam Định, Ninh Bình đã cùng tham dự chương trình gói bánh chưng dành tặng những người có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng cao trong dịp Tết đến xuân về tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam. Đây là chương trình rất có ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về, là dịp thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, truyền thống của dân tộc Việt Nam. Các du khách tăng ni Phật tử, tình nguyện viên khắp mọi miền Tổ quốc
đã cùng nhau gói 10.000 chiếc bánh chưng để dành tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ ở vùng cao. Bên cạnh đó, chương trình còn có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quyên góp quần áo, giày dép để tặng người dân tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Cục Đường bộ vừa có văn bản gửi Công ty Cổ phần Phát triển Đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai và Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51 theo hình thức hợp đồng BOT. Dự án BOT quốc lộ 51 được Bộ Giao thông Vận tải giao Cục Đường bộ Việt Nam ký với Công ty Cổ phần Phát triển Đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu ngày 12 tháng 11 năm 2029. Trong quá trình thực hiện dự án, một số nội dung dự kiến quy định tại hợp đồng dự án thay đổi như chi phí đầu tư quyết toán, lãi suất tiền vay, mức thu, số thu, lưu lượng phân lưu. Kiểm toán nhà nước kiến nghị về phí bảo toàn vốn của dự án, do đó các bên phải đàm phán các nội dung vướng mắc phát sinh và điều chỉnh thời gian thu phí tạo lợi nhuận theo quy định tại hợp đồng dự án. Bộ Giao thông Vận tải và Cục Đường bộ đã phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện rà soát hợp đồng dự án, đàm phán 18 phiên họp với BVEC, nhà đầu tư, các ngân hàng tài trợ vốn để giải quyết các vướng mắc và đàm phán điều chỉnh thời gian thu phí tạo lợi nhuận. Sáng nay ngày 10 tháng 1, Hội đồng tiêu hủy vật chứng Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức tiêu hủy vật chứng liên quan 6 vụ án mua bán trái phép chất ma túy đã được Tòa án Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử. Vật chứng tiêu hủy gồm hơn 60kg ma túy các loại heroin và methamphetamine và một số vật chứng thông thường như vali, đầu thu camera, túi, ví giả da. Bằng biện pháp đốt cháy đối với ma túy và đập vỡ làm mất giá trị đối với các vật chứng thông thường. Việc tiêu hủy được thực hiện tại bãi rác xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên bảo đảm các trình tự theo đúng quy định của pháp luật, có sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng cảnh sát cơ động. Đến 10 giờ 30 phút, việc tiêu hủy hoàn thành, bảo đảm an toàn về người phương tiện, vật chứng bị tiêu hủy hoàn toàn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt quả tang Phạm Quốc Trung sinh năm 2001 ở phường Phạm Thái, huyện Kinh Môn đang vận chuyển 2 thùng giấy các tông, bên trong có 31 vật hình trụ, trọng lượng khoảng 14kg. Trung khai nhận là pháo nổ tự chế. Sau khi học cách chế tạo pháo trên mạng, Trung đã đặt mua trên mạng 80 bó pháo bông với giá 2,4 triệu đồng, sau đó sử dụng giấy quấn thành pháo nổ, mỗi quả cao khoảng 18cm, đường kính từ 5 đến 6cm. Chế tạo pháo xong, định đem đi nơi khác cất giữ thì Trung bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Đây là vụ sản xuất pháo nổ trái phép lớn nhất được lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ từ đầu năm 2023. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Giới chức tỉnh Hà Nam miền Trung của Trung Quốc cho biết gần 90% người dân ở địa phương này từng mắc COVID-19. Phát biểu trong một cuộc họp báo, Giám đốc Ủy ban Y tế tỉnh Hà Nam cho biết, với dân số 99,4 triệu người, các số liệu cho thấy có khoảng 88,5 triệu người ở Hà Nam hiện có thể đã mắc COVID-19, tỷ lệ mắc là 89%. Tuy nhiên có vẻ tình hình dịch đã qua đỉnh điểm khi số lượng người đến các phòng khám sốt cao nhất vào ngày 19 tháng 12 năm 2022, sau đó con số này có xu hướng giảm liên tục. Một nhóm chuyên gia đại học Maine của Mỹ vừa ra mắt nguyên mẫu nhà in 3D rộng 56 m2 với các vật liệu như gỗ và nhựa sinh học có thể tái chế hoàn toàn. Ngôi nhà gỗ được in 3D từng lớp bằng máy in polymer công nghiệp với rất ít chất thải xây dựng nhờ quy trình in cực kỳ chính xác. Nguyên mẫu ngôi nhà rộng 56 m2 có sàn, tường và máy in 3D từ sợi gỗ và nhựa sinh học. Ngôi nhà cũng cách nhiệt tốt với lớp cách nhiệt 100% bằng gỗ và có thể tái chế hoàn toàn. Ngôi nhà được trang bị các cảm biến theo dõi cấu trúc, môi trường, nhiệt độ nhằm kiểm tra tình trạng của ngôi nhà trong điều kiện khí hậu lạnh giá. Dữ liệu thu thập được sẽ giúp các nhà nghiên cứu điều chỉnh thiết kế và vật liệu để từ đó xây dựng những ngôi nhà có khả năng thích ứng với sự thay đổi của thời tiết trong tương lai. Vừa qua tại vườn bách thảo Adelaide của Australia, một bông hoa xác chết hiếm có bung nở với mùi khó chịu nhưng vẫn thu hút hàng nghìn người kéo tới để chiêm ngưỡng. Hoa xác chết có tên gọi chính thức là Titan Arum, phát ra mùi hôi nhằm thu hút các loài như rùa thịt, ong mồ hôi và bọ cánh cứng đến thụ phấn. Mùi hương của loài hoa khó ngửi nhất thế giới, có thể bay xa hàng km. Mỗi năm, Titan Arum chỉ nở hoa vài lần trong khoảng 48 giờ. Chính sự quý hiếm của loài hoa đã khiến hàng nghìn người kéo về xếp hàng dài trong nhiều giờ liền tại vườn bách thảo Adelaide của Australia để chiêm ngưỡng.
Cuối chương trình kính mời quý khán giả cùng đến với không khí sôi động tại Ngày Thể thao Quốc gia Triều Tiên. Hôm Chủ nhật vừa qua, Triều Tiên đã tổ chức Ngày Thể thao Quốc gia đầu tiên của năm 2023. Đây là hoạt động được chính quyền thủ đô Bình Nhưỡng tổ chức vào ngày Chủ nhật thứ hai của mỗi tháng. Các hoạt động thể thao chính bao gồm các môn bóng, chạy thi hay các môn thể thao truyền thống. Hoạt động không chỉ diễn ra trong các nhà trường mà còn được hưởng ứng tại các cơ quan công sở, với mục tiêu khuyến khích mọi người luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và duy trì lối sống lành mạnh. Đến đây, thời lượng bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.